Các bạn có thích game đồ họa anime không? Có. Các bạn có thích game gacha không? Có. Thế bây giờ tôi nói các bạn có một tựa game gacha, đồ họa anime. Nhưng mà gái anime trong tựa game này nhìn nó kỳ lắm. Thì các bạn có chơi không? Đương nhiên là có. Bởi vì tôi biết mà, tầm này cái gì mấy ông chả húp. Thế thì tựa game mà tôi nói đến là tựa game nào? Muốn biết được điều đó thì tôi là Hứa Văn Minh. Chị Thuốc đã chơi hình game được hay. Và đây là Vote News số 60. Aether Gazer và Cú Có Gai. Aether Gazer là một tựa game gacha nhập vai hành động của nhà phát triển Yongxi đến từ Trung Quốc. Những người đứng đằng sau tựa game Azerland được khá nhiều người biết đến. Với dàn nhân vật toàn là gái anime thì có thể nói Aether Gazer rất hấp dẫn với những sim chúa. Nhưng rắc rối bắt đầu xảy ra khi vừa qua tựa game giới thiệu nhân vật có tên gọi là Orisis. Nhìn bức hình quảng cáo nhân vật này thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà những đôi mắt tinh tường của mình, những game thủ Trung Quốc đã nhanh chóng nhận ra khi vào game nhân vật này có gì đó hơi sai sai một tí. Dường như sợ nhân vật của mình mặc quần hơi chết chì quá sẽ bị chính phủ sờ gáy, nên Yongxi đã cho Orisis một tấm vải màu đen ở phía trước. Nhưng khổ nỗi là vào game thì cái vạt áo này lại khiến cho cô gái anime này trông không khác gì một con cú có gai. Mà gai này vừa to lại vừa đen. Các bạn cứ thử nhìn xem, tôi có nói điêu đâu. Ui ôi, nhìn chóng mặt thật đấy. Nhận thấy sự chẳng lành, Yoshi vội vàng tung bản patch để khiến cái gai này đỡ đen hơn. Nhưng mà đời càng sửa càng tệ. Khi mà giờ đây, khi xoay bộ đồ nhân vật thì cái gai này trông lại càng giống thật hơn. Cuối cùng, Yoshi phải lựa chọn cách thay đổi hình dạng vạt váy phía trước của Odysseus thành hình chữ nhật để tránh mọi hiểu lầm. Dead by Daylight, nhưng mà... Dead by Daylight là một trong những tựa game kinh dị nhiều người chơi rất phổ biến trên nền tảng Steam, được phát triển và phát hành bởi hãng Behavior Interactive. Là một tựa game kinh dị, người chơi sẽ hóa thân vào một trận chiến không hề cần sức, nơi mà 4 người là phe chạy trốn dưới sự truy đuổi của một phe còn lại, thường là một tên sát nhân, một con quái vật hoặc một thực thể huyền bí nào đấy. Thế thì chuyện gì đã khiến cho tựa game kinh dị như vậy bị u vú? Nói nào ngay, ngày 15 tháng 5 đã diễn ra một buổi phát sóng trực tiếp kỷ niệm 6 năm ngày ra mắt của tựa game Dead by Daylight. Nhưng rồi đùng một cái, Behavior Interactive tung ra trailer giới thiệu sản phẩm tiếp theo của mình. Nhưng không phải Dead by Daylight 2 hay một tựa game tương tự như vậy, mà là một game giả lập hẹn hò với cái tên là Hooked on You. Trong tựa game này, thay vì tìm cách chạy trốn khỏi những thực thể siêu nhiên, những tên sát nhân hàng loạt, các bạn phải tìm mọi cách để cưa đổ tên sát nhân và thực thể siêu nhiên đã từng cố truy sát mình. Một việc mà trước đây đã từng xảy ra trong Resident Evil Village. Ôi, một kỷ niệm đẹp. Theo lời Matthew Cote, trưởng bộ phận hợp tác của Behavior Interactive, sau khi khảo sát từ người hâm mộ, kết quả họ nhận được cực kỳ bất ngờ khi rất nhiều người mong rằng Dead by Daylight một ngày nào đó sẽ trở thành một tựa game hẹn hò. Chính bởi kết quả này, họ đã quyết định hợp tác với studio Psyop, một studio đã có kinh nghiệm phát triển một tựa game giả lập hẹn hò, cũng khá kinh dị không kém, đó là I Love You, Colonel Sanders. Hooked on You, A Dead by Daylight Dating Sim là một trò chơi pha trộn giữa các yếu tố siêu nhiên, kinh dị, hài hước và lãng mạn, với mong đợi là sẽ mang lại nhiều góc nhìn mới mẻ cho người hâm mộ. Cái tựa game này hội tụ đầy đủ những yếu tố của những tựa game hẹn hò cổ điển, nhưng chỉ khác ở chỗ là các bạn hẹn hò với những nhân vật nổi tiếng, phản diện trong phần game trước mà thôi. Và cuối cùng, ngày ra mắt của tựa game này được dự kiến là vào mùa hè năm nay trên nền tảng Steam. Silent Hill hồi sinh. Vào tuần trước, chính xác là vào ngày 13 tháng 5 2022, thì một số concept art của tựa game Silent Hill tiếp theo được cho là đã bị lộ. Nói thật thì cái game này được nhiều người trông đợi từ lâu, nên cứ lâu lâu lại có tin đồn này nọ kia, rồi những hình ảnh được Photoshop lên để lừa nhau. Thế nên ban đầu mọi người cũng không tin tưởng cho lắm. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi được tung ra, hình ảnh này liền bị Konami, người nắm giữ thương hiệu Silent Hill, đánh gãy bản quyền. Điều này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng đây không phải là một sản phẩm giả mạo hay lừa bịp, mà là hàng thật sự đang được Konami làm. Nếu không thì họ chỉ cần phát biểu một câu "đây không phải là hàng thật của chúng tôi" là đủ rồi. Tại sao phải gỡ nó xuống? Lúc này, người ta mới tin rằng nguồn tin lộ ra và những bức ảnh đấy là đúng. Chỉ vài ngày sau, tiếp tục là xác nhận về tính chính xác của thông tin ban đầu. Theo đó, lúc này tại Konami không phải một, mà nhiều game thuộc dòng Silent Hill đang được thực hiện. Bluebird Team, studio đứng sau một loạt những sản phẩm kinh dị khá nổi tiếng như Layer of Fear, Observer, Blair Witch hay The Medium, được cho là đang đảm nhận việc remake lại siêu phẩm Silent Hill 2, thay đổi một số câu đố và thêm một cái kết độc quyền có hạn cho hệ máy PlayStation. Ngoài ra, một phiên bản Silent Hill hoàn toàn mới và một hoặc nhiều game khai thác câu chuyện bên lề cũng đang được tiến hành đồng thời. Nhìn ảnh cho thấy một con quái vật mới trông khá là kinh dị, nhiều người dự đoán rằng bản Silent Hill này sẽ lấy bối cảnh tại Anh. Điều gần như xác nhận tin đồn này có lẽ là việc vào ngày 18 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với IGN, Piotr Babiano, CEO của Bloober cho biết mình không thể bình luận về vấn đề này. Mình không thể bình luận về vấn đề này. Mình không thể bình luận. Mình không thể. Không thể. Đấy, tôi slow motion bằng mồm nữa, anh em có nghe rõ không? Ông này nói là mình không thể, là không thể anh em nhá. Và theo tôi cảm nhận thì từ không thể trong câu này kiểu
trong hợp đồng yêu cầu chúng tôi không thể bình luận về vấn đề này. Ái chà, hôm nay tôi tinh tế thế. Modern Warship gặp họa vì sinh nhật. Cứ tưởng mỗi mình Game Cinemax có một cái sinh nhật không giống ai. Ai ngờ, trong tuần vừa qua, tiếp tục là một tựa game dính phốt khi tổ chức sinh nhật. Lần này thì cái tên được sướng lên là Modern Warship, sản phẩm của hãng Cube Software. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 1 năm, tựa game này phát code cho người chơi. Tuy nhiên, do có một số lượng người chơi lớn nhập code cùng lúc, đã khiến cho server của Modern Warship bị sập. Lợi dụng lúc này, những hacker tấn công vào máy chủ và tìm ra hai code đặc biệt chỉ mở vào cuối sự kiện. Thế là nhà phát hành Modern Warship chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là tạm dừng sự kiện và khóa tất cả những mã phần thưởng của người chơi. Thoạt nghe qua thì không có gì nghiêm trọng lắm, thế nhưng sự kiện này có những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đến người chơi. Đó là một số khá đông những người cho biết rằng họ đã bị ban tài khoản vì nhập cái mã giải thưởng bị tung ra trước thời hạn, thứ mà họ không hề biết rằng đó là sai. Vào ngày hôm sau, Modern Warship đã tung ra code xin lỗi. Tôi nhấn mạnh là code xin lỗi chứ không phải là lời xin lỗi anh em nhé. Nhưng mà có vẻ game thủ không hài lòng lắm với cái code xin lỗi này, khi mà phần thưởng của nó chỉ là 1000 gold, một con số rất nhỏ so với phần thưởng ban đầu của sự kiện. Cũng may là không có ai bên Modern Warship đi sang game khác để thả một sao như một số người chơi game G nào đấy, chứ không thì chúng ta lại có thêm một video thánh chiến nhưng ở vũ trụ khác. Hướng dẫn tạo nhân vật của Blizzard. Activision Blizzard, một cái tên gặp khá nhiều lùm xùm gần đây, có lẽ như lại gây tranh cãi một lần nữa khi vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, công ty này tung ra một thứ gọi là công cụ đo độ đa dạng của nhân vật trong game, thứ mà theo ngôn ngữ vũ trụ của họ là một bước nhảy vọt về đa dạng cộng đồng trong game. Theo đó, King, nhà phát triển của dòng game gây nghiện Candy Crush, kể từ khi được Activision mua lại vào năm 2016, đến nay đã dành thời gian hợp tác cùng MIT, tức là Viện Công nghệ Massachusetts, để phát triển công cụ này, với đồ là dùng nó để chấm điểm xem một nhân vật có độ đa dạng đến đâu. 7 tiêu chí chính dùng để đánh giá là văn hóa, sắc tộc, tuổi tác, khả năng, vóc dáng, giới tính và xu hướng tình dục. Mọi chuyện bắt đầu nghe thú vị rồi đấy. Activision cho biết từ năm 2017 đến năm 2021 có đến 80% game bán chạy như thế giới có nhân vật chính là nam da trắng, và cái công cụ này sẽ giúp những nhà làm game đánh giá xem liệu nhân vật trong game của mình có đủ độ đa dạng hay chưa, có thiếu màu da hay giới tính nào hay không. Hai ví dụ được công ty này đem ra khoe là được áp dụng công cụ trên chính là Overwatch và Call of Duty Vanguard. Theo đó, nhờ nó mà dàn nhân vật của Call of Duty Vanguard lại có thể đa dạng về màu da cũng như là sắc tộc, giới tính như thế. Còn việc game này bán ế thì là do khán giả không thích bối cảnh Thế chiến thứ hai thôi, không phải là do game dở đâu. Ngoài tựa game bán ế do Thế chiến thứ hai, thì Overwatch 2 cũng được khoe là đã sử dụng phần mềm này để thiết kế nhân vật. Có vẻ như công cụ này nhảm nhí đến mức chính các nhân viên của Activision cũng choáng, và ngay ngày hôm sau, Dylan Snyder, game designer của Overwatch 2, đã phải đính chính ngay là đội ngũ của mình không hề dùng nó, thậm chí là họ mới nghe đến nó lần đầu vào ngày hôm qua. Và các bạn đoán xem, bài blog của Activision nhanh chóng xóa đi phân đoạn nhắc đến việc sử dụng công cụ này trong Call of Duty và Overwatch 2. Úi chà, nhanh tay đấy. Riot và sự cố binh não tại MSI. Giải MSI năm nay của Liên minh Huyền Thoại có một trường hợp đặc biệt. Đại diện của EBL, đội Royal Never Give Up đến từ Trung Quốc, không thể đến thi đấu trực tiếp do những biện pháp phòng chống dịch của chính phủ nước này. Để tạo nên sự cân bằng về binh giữa các đội tuyển, hãng phim Riot đã tung ra một phần mềm binh nhân tạo giả lập môi trường binh 35 mini giây cho 10 đội tuyển thi đấu trực tiếp tại Busan. Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 5 thì phần mềm giả lập binh này bị phát hiện ra là bị lỗi, khiến cho thay vì là binh 35 mili giây thì giờ đây nó được đẩy lên 50 tới 55 mili giây. Phát hiện này khiến Riot quyết định hủy luôn kết quả, yêu cầu thi đấu lại ở cả 3 trận đấu của đội tuyển Royal Never Give Up, mặc cho sự phản đối từ đội này. Tình vắng. Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út vừa mua 5% cổ phiếu của Nintendo, và với cái 5% này, họ chính thức trở thành cổ đông lớn thứ 5 của hãng game Nhật. Nên em quên là cái quỹ này nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu, thì hiện tại nó đang nắm giữ cổ phiếu của Capcom, Nexon, SNK, Tech2, EA với tỷ lệ 5% tương tự như vậy. Còn vì sao á, có thánh Ala mới biết nhá. Ngay sau khi bị phạt 70 triệu, Sơn Tùng MTB ngay lập tức công bố mình sẽ tham gia dự án Metaverse Radio Kaka. Đây là một tựa game play to earn, tức là chơi để kiếm tiền. Trong đó, Raka là token chính dùng để mua thú NFT, loại nhân vật trong trò chơi này. Điều đáng nói đây là token của nó đã mất đến 96% giá trị kể từ khi lập đỉnh. Axie Infinity, từ game NFT đã tạo nên làn sóng chơi game kiếm tiền, cũng đang gặp khó khăn khi giá trị của token SLB của game này sụt giảm đến 98,5%, từ mức đỉnh 0,36 đô hồi năm ngoái, giờ đây còn mỗi 0,0055 đô. Các bạn nhìn thấy những con số, tôi nhìn thấy những con người nhảy cầu, chúng ta không giống nhau. Từ game từng gây sốt một thời, Fall Guys vừa tuyên bố sẽ phát hành trên các hệ máy Xbox và Switch vào tháng sau, đồng thời trở thành game free to play với sự xuất hiện của Season Pass. Và theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì 99% cái Season Pass đó sẽ còn mắc hơn cả game gốc trước khi thành free to play.
phiên bản di động của GTA Trilogy The Definitive Edition đã bí mật bị Take-Two hoãn ngày ra mắt từ năm 2020 sang cuối năm nay, đầu năm sau. Nhân tiện thì phiên bản PC của GTA Trilogy bị chúng tôi chê là một game cực tệ, với vô vàn những con bug glitch nhưng vẫn bán được khoảng 10 triệu bản, vượt xa kỳ vọng của công ty. Các bạn chưa xem thì xem đi nhá, hay lắm, tin tôi. Harry Potter Magic Awakened, từ game mobile của NetEase mới đây đã bị fan Trung Quốc phản đối dữ dội khi tặng skin đặc biệt cho những content creator. Sony tung ra từ điển game thủ chứa hơn 100 cụm từ phổ biến nhất thế giới game từ A đến Z. Apex Legends Mobile, từ game vừa được tung ra đã gây tranh cãi khi có sự xuất hiện của Fire, tên tiếng Anh là Fate, nhân vật độc quyền cho hệ máy mobile và sẽ không xuất hiện trên Apex Legends bản PC hay console. Battlefield 2042 sắp sửa bỏ chế độ 128 người chơi với lý do là nó quá hỗn loạn. Nhưng điều đáng nói đây là trước khi game ra mắt, nó được EA quảng cáo như một tính năng đột phá mang tính cách mạng và sẽ thay đổi cách người ta chơi dòng game Battlefield. Và đúng là người ta thay đổi cách chơi Battlefield thật. Người ta thay đổi từ chơi bình thường sang nghỉ chơi luôn. Mặc cho những quy định ngặt nghèo của chính phủ, thị trường game Trung Quốc được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới. Theo đó, tuy số người dùng chững lại, nhưng chỉ tiêu cho game sẽ tăng đáng kể, với lượng mức chi tiêu của mỗi người chơi từ 64,44 đô của năm 2021 lên 75,6 đô vào năm 2026. Lý do có thể bắt nguồn từ việc hạn chế trò chơi sẽ tăng nhu cầu nạp để lên cấp nhanh. Và vừa rồi là tất cả những gì mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và đầy đủ thông tin thì đừng quên like, share cũng như nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ số video nào tiếp theo. Tôi là Hữu Văn Minh, xin chào và hẹn gặp lại. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse.